Người dân này kể lại, cách đây ít lâu, một người tự xưng là công an gọi điện thông báo bà đang tham gia hoạt động cờ bạc và cho vay nặng lãi ở nước ngoài. Người này yêu cầu bà chuyển ngay 1,2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của gia đình vào một tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Quá hoang mang, bà đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền. Nhưng rất may, bà đã được hỗ trợ kịp thời nên mới không bị sập bẫy chiêu trò lừa đảo. Bên công an và bên chi nhánh ngân hàng đã giúp đỡ tôi và tôi cũng mong mọi người đề cao cảnh giác không bị lừa như tôi nữa. Trước đó tại chi nhánh ngân hàng này, một giao dịch viên kể lại đã được một người phụ nữ cao tuổi đề nghị tất toán trước kỳ hạn cuốn sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đồng. Nét mặt và cử chỉ của khách hàng lộ rõ tâm trạng lo lắng, hoảng loạn. Hôm đấy thuyết phục mãi khách hàng khăng khăng chuyển tiền, hỏi lý do chuyển tiền thì khách hàng trả lời xong việc thì tôi mới nói được. Và trước cái sự việc như vậy thì chúng tôi đã báo cho cơ quan công an cử ngay cán bộ đến và phân tích cho khách hàng dừng việc chuyển tiền. Công an huyện đã tiến hành xác minh ban đầu thì cái số điện thoại trên là đầu số của nước ngoài. Xác minh thêm về cái nguồn gốc của cái số tiền của công dân này gửi tại ngân hàng và các công dân này là bản thân tại địa phương cũng chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước và pháp luật thì chúng tôi cũng sơ bộ kết luận ban đầu là có cái dấu hiệu của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Công an huyện Kiến Thụy nhận định đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ lừa đảo xảy ra thời gian gần đây. Nhiều trường hợp số tiền bị lừa không nhiều nên người dân không trình báo. Các đối tượng lừa đảo thường thông qua mạng xã hội hay sử dụng điện thoại có đầu số lạ để tiếp cận những người nhẹ dạ cả tin. Người dân cần đề cao cảnh giác khi tiếp nhận các cái thông tin từ các cái đối tượng lạ yêu cầu người dân chuyển tiền vì liên quan đến các vụ án vụ việc hình sự. Vì với các cái trường hợp như thế này thì cơ quan công an bao giờ cũng đến tận nơi làm việc hoặc mời người dân đến trụ sở để làm việc trực tiếp. Trên fanpage của chi nhánh ngân hàng này cũng vừa phát đi cảnh báo lừa đảo. Đại diện chi nhánh cho biết, quá trình kết bạn hẹn hò qua mạng, một phụ nữ trung niên đã được một đối tượng hứa hẹn tặng những món quà đắt tiền, rồi hối thúc chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Cũng rất may là trong lúc làm thủ tục chuyển tiền tại đây, vụ việc đã được phát hiện và kịp thời ngăn chặn.